Khi mà người niệm Phật nha, người chắp tay lên niệm Phật này, niệm Phật ba lần Nam Mô Tassa nha. À, mọi người cùng niệm này. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Ngày hôm nay sư sẽ giảng pháp về cái sự chân thật và cái không chân thật nha. Thì sư sẽ giảng ở trong kinh Pháp Cú này. Kinh Pháp Cú câu 11 có cái câu này: không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hành. Cái câu Pháp Cú đó là: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hành. Cái này có hiểu gì không? Thì bây giờ sư sẽ giảng về ở trên đời này mình sẽ có những cái thật mà mình tưởng là giả, mà có cái giả mà mình tưởng là thật. Có biết cái gì là thật, cái gì là giả không? Ví dụ như bây giờ mình đi mua một cái hàng gì đó, khi về nhà mình mới phát hiện ra đây là hàng giả. Đã bao giờ mình mua về đồ giả chưa? Ví dụ như khi mình đi mua thuốc về mà mình uống về thuốc giả, nó có khỏi bệnh không? Đấy là vậy. Có rất là nhiều những cái giả như vậy. Vậy thì hàng ngày như vậy mình sẽ có rất là nhiều những cái giả mà mình tưởng là thật, mà cái thật tưởng là giả. Và bây giờ sống ở trên đời thì mình muốn cái thật hay muốn cái giả? Rồi, ai trên đời mình cũng muốn cái chân thật và mình không muốn những cái giả dối. Ví dụ như là một cái người nào đó lừa dối mình thì mình có cảm thấy nó có vui không? Đương nhiên là không vui nếu như bị người khác lừa dối. Là mình cũng muốn từ cái lời nói, từ cái hành động, hay là tất cả mọi thứ trong cuộc sống, là mình muốn đạt được cái chân thật, chứ không ai muốn đạt được cái không chân thật, tức là không ai muốn đạt được cái giả dối. Vậy thì ở trên cuộc đời này mình muốn an vui, mình muốn được có những cái sự hạnh phúc an vui. Nhưng mà cái gì là an vui thật và cái gì là an vui giả, có biết không? Có biết được cái gì là giả và cái gì là thật không? Nhưng mà trên vì người ta muốn mong muốn là có được cái niềm vui, cho nên là người ta nghĩ rằng phải đi đàn ca múa hát để có được cái niềm vui. Thì cái niềm vui nó có thật không? Cho nên là vì người ta muốn những cái niềm vui, nhưng mà người ta lại không biết cách tạo ra cái niềm vui đấy. Ví dụ như là bây giờ ai mình cũng muốn là mình có những cái phước lành, mình có những cái phước, ví dụ như là mình mong muốn được sống lâu, mong muốn được mạnh khỏe, mong muốn được giàu có, mong muốn mình được sức khỏe tốt, an vui tự tại. Nhưng mà mình không biết là những cái đấy kiếm ở đâu ra. Sau đó thì mình phải đi cầu, đi lễ, mình mong, mình tin rằng là sẽ có người phù hộ cho mình những điều đấy. Thì cái điều đấy có thật không? Đấy là có những, ở trên đời có rất nhiều những cái không thật như thế, nhưng mà mình lại tưởng là thật. Ví dụ như là có những cái ngày mình dâng những cái ngày lễ, mình dâng nên mình cúng Phật và cúng ông bà tiên tổ những cái mâm cơm đấy, thì ông bà tiên tổ mình hay là Đức Phật có ăn không? Thì có rất là nhiều người ta lại nghĩ rằng có thể ăn được, hoặc là mình đốt giấy tiền, đốt vàng mã, đốt những cái vật dụng bằng giấy xuống thì mọi người có dùng được không? Đấy là, nhưng mà ở trên đời người ta lấy cái thật thì người ta lại không biết, mà người ta lại sống bằng cái không thật thì lại rất là nhiều. Vậy thì trên đời này sẽ cái gì là thật, cái gì là không thật? Thì ở trên đời này và thì người ta cứ chạy theo những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, và người ta cứ nghĩ rằng là mình muốn an vui hạnh phúc thì phải đi tìm kiếm hạnh phúc, và mình đi tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài. Thì ví dụ như là có cái người thì nghĩ rằng mình có tiền rồi thì mình sẽ hạnh phúc. Ở trong này ai là người có nhiều tiền nhất? Hỏi xem người đấy có hạnh phúc không?
Khi mà cái người đấy mình có được tiền rồi, mình sẽ thấy là tiền này vẫn mình vẫn cảm thấy phiền não khởi lên, thấy những cái sầu bi, những cái nỗi buồn nó vẫn khởi lên. Vậy thì có nhiều tiền có phải là hạnh phúc không? Không phải, phải không? Thế có những cái người thì nghĩ rằng mình phải có nhiều những cái danh tiếng, ví dụ như là mình phải làm những cái quan chức, phải làm những cái chức vụ cao để được mọi người biết đến, để mình được nổi tiếng thiên hạ. Đây có ai nổi tiếng không? Thì hỏi những người nổi tiếng này là có hạnh phúc không? Vẫn chưa hạnh phúc nhé. Vậy thì cái đi tìm cái hạnh phúc bằng tài sản vẫn không ra hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc bằng danh vọng cũng không thấy hạnh phúc. Thế bây giờ mình tìm hạnh phúc bằng cái gì? Đi tìm hạnh phúc bằng cách ví dụ như là thanh niên thì nghĩ rằng phải đi lấy vợ lấy chồng mới hạnh phúc. Ở đây là ai lấy vợ chồng chưa? Có hạnh phúc không? Xong rồi đi lấy về rồi thì vui với khổ thì cái gì nó nhiều hơn? Vui ít khổ nhiều, mà sự nguy hiểm đánh nhau chửi nhau lại nhiều hơn. Vậy thì cái đấy cũng không phải là hạnh phúc. Vậy bây giờ cái gì là cái hạnh phúc chân thật ở trên cuộc đời? Cái gì mới là sự thật? Vậy thì cuộc đời này mình thấy có cái gì là thật và cái gì là giả, cái gì là thật mà cái gì là giả, và ai là cái người có thể hiểu ra được cái thật và cái giả trên cuộc đời này? Thì cái người đấy được gọi là cái người có trí tuệ. Còn những người nào mà si mê tà kiến thì lấy cái khổ thì cho là vui, cái đúng thì cho là sai, mà sai thì cho là đúng, cái thật thì cho là giả, mà cái giả thì cho là thật. Đấy là cái ở cái cuộc đời này là đảo điên, cái cuộc đời này gọi là ngu si này như vậy. Nhưng mà như là ở trên cuộc đời thì đương nhiên ai cũng muốn là mình có cái niềm vui, nhưng mà cái niềm vui đấy có cái niềm vui giả và có cái niềm vui thật. Cái niềm vui giả là mình hướng ra bên ngoài để mà tìm kiếm niềm vui thì mình sẽ luôn tìm thấy cái niềm vui giả, bởi vì nó giả tạo. Nó giả tạo. Ví dụ như là có những người nghĩ là mình phải làm vua thì mình mới được hưởng những cái niềm vui cao thượng nhất. Nhưng mà khi đấu tranh giành giật để được lên làm vua, nhưng mà khi làm vua thì có ăn ngon ngủ yên không? Cũng không ngon, ăn không ngon ngủ không yên, thì suốt ngày phải đấu tranh giành giật và nguy hiểm. Lúc nào cũng rình rập ở bên và sống trong cái sự bất an, chết trong bất an, sống cũng khổ đau mà chết cũng khổ đau. Thì trên cái cuộc sống này mình cứ hướng ra bên ngoài, mình tìm kiếm những cái niềm vui bên ngoài thì giống như là người đi đuổi hình bắt bóng như vậy, không bao giờ mình thấy được cái sự an vui hạnh phúc. Vậy thì an vui hạnh phúc nó nằm ở đâu? Chỉ khi nào cái người đấy biết hướng vào trong tâm mình để mà tìm cái sự an vui ở trong nội tâm ấy, thì cái đấy mới là niềm vui thật. Bởi vì cái niềm vui ở bên ngoài nó rất là giả tạo. Ví dụ như là bây giờ một cái người đang ngồi buồn phiền, và cái người đấy nghĩ rằng để giải khuây khỏi những cái nỗi buồn này, đi gọi mấy cái ca sĩ diễn viên đến nhảy múa hát cho nghe. Nhưng mà chỉ cái niềm vui đấy nó chỉ thoáng qua, sau đó nó không có thể làm cho mình vơi hết được cái nỗi sầu khổ. Nỗi sầu khổ nó vẫn có ở trong lòng. Và khi mình mong muốn một cái gì, mình nghĩ rằng khi mình đạt được cái điều đó mình sẽ hết cái nỗi khổ. Nhưng khi mình càng chạy theo những cái cảnh đấy, nó giống như là một cái người khát. Ví dụ một cái người mà đang khát nước ấy, người ta nghĩ rằng ở đằng xa xa kia có một cái hồ nước, mình sẽ cố gắng đi đến đó để uống nước. Nhưng khi cố gắng đi đến nơi thì nước ở trong cái hồ đấy là nước muối, càng uống nó lại càng khát. Vậy thì khi mà một cái người chạy theo những cái niềm vui ở cái ngoại cảnh bên ngoài nó vậy, mình nghĩ rằng khi nào có sắc, có thanh hương vị xúc, những cái ngũ dục lục trần ở bên ngoài, có tiền tài danh vọng sắc đẹp ở bên ngoài là mình có hạnh phúc, thì người đấy cứ chạy theo và tìm kiếm những cái cảnh đấy thì mình đạt được rồi, mình đã không thấy thỏa mãn và mình lại muốn có nhiều hơn nữa. Vậy nó giống như là một cái người khác, càng uống lại càng khát. Cũng như vậy, bây giờ mình khao khát tiền, mình nghĩ là mình kiếm được một số tiền này mình sẽ an vui, nhưng khi mình kiếm được rồi mình lại muốn có thêm nữa. Cũng như vậy, tất cả mọi cái khác nó cũng thế, mình muốn có nhưng khi có rồi lại tiếp tục muốn,
và cái ham muốn đó nó không bao giờ dừng lại. Vậy cho nên mới nói rằng là cái giả thì mình tưởng là thật và cứ đi chạy theo cái giả đấy, và cho đến lúc chết mình vẫn chết với một cái tâm không thỏa mãn. Đây mấy ai sống đến già rồi đã thấy thỏa mãn chưa? Thấy thỏa mãn về cuộc đời chưa? Chưa thấy thỏa mãn phải không? Vẫn còn rất là nhiều cái mình mong cầu mà không đạt được, và sau này chết trong cái tâm mong cầu đấy là sinh làm ngã quỷ ha. Chết trong cái tâm sân hận thì đọa vào địa ngục, chết trong cái tâm ngu si thì đọa làm súc sinh. Và chỉ khi nào mình chết trong một cái tâm an nhiên tự tại, vô tham vô sân vô si, thì mình mới được sinh về cái cõi cao thượng như là cõi nhân gian, cõi thiên giới, hay là mình có thể đi đến giải thoát giác ngộ được. Vậy thì cái chân thật ở đây, cái niềm vui chân thật là cái niềm vui mà nó không có, không bị chi phối bởi tâm tham. Vậy thì một cái người biết rằng là càng mong cầu càng tham đắm càng khổ đau, giống như người khác uống nước mắt. Vậy bây giờ mình muốn an vui thì mình phải diệt trừ cái nhân sinh ra cái sầu khổ đó, chính là cái tâm tham đam. Mình tham một cái gì thì mình biết tham này là ô nhiễm, tham này là bất tịnh, tham này cần phải trừ diệt. Khi mà mình trừ diệt được cái tham đấy thì tâm mình lúc đấy nó sẽ có cái sự an vui tự tại. Khi mà một cái người có cái tâm sân hận, giận hờn, buồn phiền, bực bội, bất mãn, sầu khổ với ai, thì cái tâm sân hận đấy là nhân sinh ra mọi cái sự khổ đau, mọi cái bất mãn trên cuộc đời này. Đấy, thì một cái người nào mà muốn không có sầu khổ thì phải diệt trừ cái tâm sân hận rồi. Về cái người nào mà mình muốn không có sầu khổ thì mình phải có cái trí tuệ hiểu biết đúng với lại các cái sự thật, thì cái người đấy mới có cái sự an vui tự tại. Vậy cái người nào mà muốn có an vui tự tại thì cái người đấy phải hướng về nội tâm và tu tập cái tâm của mình. Có tu tập cái tâm của mình thì cái tâm nó mới định tính, cái tâm nó trở nên vô tham vô sân và vô si, thì mới đấy mới là mình sẽ đạt được cái sự chân thật từ cái sự tu tâm đấy. Cái sự tu tâm ví dụ như là một cái người biết được rằng là mọi cái ở bên ngoài này nó là giả tạo, nó không thật. Ví dụ như là danh vọng là giả, không có thật. Tất cả những cái chức quyền, danh vọng, sắc tài ở bên ngoài nó chỉ là giả, bởi vì mọi cái nó sinh lên thì nó sẽ diệt đi, cái gì nó đến rồi nó sẽ ra đi, không có cái gì tồn tại mãi. Nhưng như là mình cũng nghĩ là tình cảm con người là sẽ mang đến cái sự an vui hạnh phúc, và mình muốn là có nhiều những cái mối tình cảm với mọi người, và hàng ngày mình mất rất nhiều cái thời gian để đi gây dựng những cái tình cảm với mọi người. Nhưng mà khi mà một cái người mà mình yêu quý đó chết đi thì có an vui không? Thì cái nỗi sầu khổ nó sẽ đến. Khi mà mình mong muốn một cái gì đó mà mình nghĩ rằng quý giá, và một ngày nào đó mình bị mất cái đó thì mình sẽ sầu khổ, nó sẽ đến. Vậy thì mình càng có nhiều, mình càng mong muốn nhiều thì sau này sẽ càng sầu khổ nhiều. Vậy thì bây giờ chỉ có cái tâm biết tu tập, mình biết tất cả mọi thứ là vô thường giả tạm, an nhiên tự tại với tất cả mọi thứ, được mất hơn thua khen chê yêu ghét, thì cái người đấy sẽ mới có được cái an vui tự tại. Thì như cái câu thứ 13 này, như ngôi nhà vụn nở, mưa liền thâm nhập vào, cũng vẫn tâm không tu, tham dục liền thâm mưa, tham dục liền thâm nhập. Thế thì một cái tâm mà có tu tập thì cái tâm đấy mới có thể, mình mới thể làm chủ được cái tâm đấy. Và những cái tâm tham đắm, những cái tâm tham dục đối với cái cảnh trần nó không sinh khởi. Còn nếu như mà cái tâm mà không biết tu tập thì những cái tham dục đối với cái cảnh trần nó sẽ sinh khởi. Và cái tham dục của mỗi người, ví dụ con mắt mình tham với sắc, đấy là tham dục. Cái tai mình thích được nghe những âm thanh hay, cái mũi mình thích được ngửi cái mùi hương, cái lưỡi mình thích được nếm những vị ngon, cái thân mình thích được xúc chạm với cái sự êm ái, thì đấy gọi là tham dục, gọi là tham về ngũ dục, năm cái cảnh trần ở bên ngoài. Và cái người nào mà có tu tâm thì cái tâm nó không khởi lên tham dục,
và nó tương tác với cảnh trần. Khi mắt nhìn thấy sắc, nó biết sắc là bất tịnh, là ô uế. Nó khi mà tai mũi lưỡi thân nó thấy những cái cảnh thanh hương vị xúc ở bên ngoài, và nó sẽ biết những cái cảnh đấy là vô thường, giả tạm, và nó sẽ không có bị những cái cảnh trần lôi kéo và thâm nhập nữa. Vậy thì một cái người muốn có cái sự an vui tự tại thì cái người đấy cần phải tu tâm. Vậy thì tu tâm là làm sao? Tu tâm ấy, thì cái tâm của mình nó ở đâu để mà tu? Tâm nó nằm ở đâu? Tâm nó ở trên đầu này không? Vậy tâm nó ở chỗ nào? Tu tâm ở đây có nghĩa là mình sẽ tu tập một cách tuần tự. Ví dụ như là tu tâm ở đây thì tức là mình phải thay đổi cái sự hiểu biết của mình, cái sự nhận thức của mình, thì đó là tu tâm. Ví dụ tất cả khi mà mình đến chùa học đạo này, học đạo để làm gì? Học đạo để tu tâm. Thế thì cái tâm nó làm sao mà phải tu? Tu có nghĩa là làm sao? Tu có nghĩa là sửa cái tâm ấy. Tu có nghĩa là bây giờ mình phải sửa đổi cái nhận thức, cái hiểu biết của cái tâm này. Ví dụ như là cái tâm này từ trước đến giờ nó có cái sự hiểu biết sai, thì bây giờ phải cho nó có cái sự hiểu biết đúng. Hiểu biết sai và hiểu biết đúng làm sao? Ví dụ như là một cái người có cái hiểu biết sai, người ta nghĩ rằng là làm những cái việc người ta không phân biệt được thế nào là có tôn và thế nào là không có tôn. Vậy cái người đấy, ví dụ như có những người người ta nghĩ rằng là sát sinh này, tức là đi giết hại những con vật khác không có tôn, cho nên người ta thường hay đi sát sinh. Thì cái người đấy có phải là tu tâm không? Người đấy chưa biết tu tâm, tức là cái tâm của người ta chưa biết rằng là cái việc gì là cái việc có tôn, cái việc gì là cái việc có phước lành. Vậy thì cái tâm ở đấy là cái tâm đấy là cái tâm còn ngu si mê muội. Thì bây giờ phải làm cho cái tâm ngu si mê muội đó nó trở thành một cái tâm sáng sủa, nó trở thành một cái tâm có trí tuệ sáng suốt. Đấy, vậy thì tu tâm là vậy, chuyển đổi từ cái ngu si đen tối trở thành một cái trong sáng có trí tuệ, vậy là gọi là tu tâm nhá. Thế vậy thì cái tâm ấy, ví dụ như là một cái người đấy chưa có hiểu biết rằng là thế nào là có những cái việc làm gì nó có tôn, những cái việc làm gì nó có phước lành. Ví dụ ở sống ở trên đời cho mình đâu có được học đạo, mình không được học đạo thì làm gì đã biết tu tâm. Và cái người mà không biết tu tâm, người ta sẽ chạy theo những cái tham muốn ở trên cuộc đời. Vì người ta tham muốn, người ta làm những cái gì đó để có nợ trước mắt, nhưng sẽ có những cái khổ lâu dài về sau. Ví dụ như là bây giờ mình nghĩ rằng là giết hại những cái con vật nhỏ bé như những cái con đực, con gà, con tôm, con cá, những cái đấy có tội không? Nó có tội, nhưng mà cái người mà không biết tu tâm thì có biết có tội không? Không biết có tội, người ta nghĩ là làm những cái việc này là bình thường, mình để có cái ăn cái mặc cái chi tiêu trong cuộc sống, mình phải đi làm cái này phải không? Nhưng mà làm cái đấy gọi là vui trước khổ sau, mình có thể có được cái vui trước mắt nhưng sau này mình sẽ khổ đau về sau, về tương lai. Nhưng cũng có người mình nghĩ rằng là mình đi ăn trộm của người khác, và cái người đi ăn trộm người khác, người ta có biết ăn trộm là có tội không? Người ta sẽ không nghĩ là ăn trộm là có tội. Vì sao? Vì người ta chưa tu tâm. Chưa tu tâm, cái tâm nó còn bị si mê mờ tối, nên người ta không biết ăn trộm là có tội, cho nên người ta ăn trộm để sau này người ta sẽ bị đọa vào những cõi khổ đau. Những người làm những cái việc như tà dâm, nói dối, uống rượu, người ta có biết là những cái việc đó là có tội? Người ta sẽ không biết đấy là có tội, cho nên người ta cứ làm một cách thản nhiên, tự tại. Vậy cái người biết tu tâm sẽ thay đổi, đó là biết rằng là sát hại sinh vật là có tội, từ nay không sát sinh nữa. Người biết tu tâm sẽ nghĩ rằng là ăn trộm cắp của người khác là có tội, từ nay không ăn trộm nữa. Biết tu tâm sẽ nghĩ rằng là tà dâm, có nghĩa là có tà tư tà ý với vợ hoặc chồng của người khác, tức là có ngoại tình với vợ chồng người khác là có tội, thì từ nay không có khởi lên cái tâm nhòm ngó vợ chồng người khác nữa. Đấy là người có tu tâm. Người có tu tâm biết rằng giả gian dối dạ, nói những cái lời dối trá lừa gạt người khác là có tội.
Đấy, người có tu tâm sẽ biết là uống rượu say hay là dùng những cái chất say nghiện là có tội, thì sẽ không làm những cái việc đấy nữa. Vậy những cái người mà sống có tội với cái người không có tội thì sẽ như thế nào? Ở trên đời sẽ có người thì sống tạo tội, có cái người thì tạo phước, có cái người thì vừa tạo phước vừa tạo tội, có cái người thì chỉ có tạo phước chứ không có tạo tội. Thế thì mọi người là ở cái người nào này? Mình là cái người chuyên tạo phước hay là chuyên tạo tội, hay là vừa tạo phước vừa tạo tội, hay là không có tạo tội chỉ thuần tạo phước không? Vừa tạo tội vừa tạo phước à? Tạo cả hai phải không? Tạo cả hai thì sau này mình sẽ có những cái lúc mình được an vui, có lúc khổ đau là vậy. Thì cái việc tu tâm là vậy. Vậy thì cái người ta biết rằng là cuộc đời này đầy rẫy những tội lỗi như thế, cho nên cần phải học đạo. Học đạo thì mới hiểu, có hiểu thì mới hành. Thì khi mà có thực hành thì là cái người đấy là có tu tâm. Ví dụ khi mà mình đến chùa tụng kinh, thì trong cái lúc mình tụng kinh đấy thì mình nghe những cái lời dạy của Đức Phật, và khi mình nghe những cái lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ hiểu ra rằng là cái việc này là tội, cái việc này nên làm và cái việc này nên tránh. Thì mình biết những cái gì nên làm và những cái gì nên tránh, đấy là tu tâm. Thì người ta cần phải tu tâm, tức là phải thay đổi cái tâm, phải thay đổi cái hiểu biết đấy. Vậy khi mà cái người tu tâm, cái người đấy sẽ khi mình hướng tâm lên, mình tụng kinh hay là mình cung kính đảnh lễ Đức Phật, mình cúng dường Đức Phật, thì cái lúc đấy là cái tâm của mình là tâm tham sân si hay là cái tâm vô tham vô sân vô si? Khi mà mình cung kính đảnh lễ Đức Phật thì cái tâm của mình là cái tâm cao thượng, cái tâm đấy không có tham, không có sân và không có si. Cái tâm đấy là cái tâm cao thượng. Cái tâm cao thượng đấy nó khởi lên khi nào mình có tu tâm thì nó khởi lên những tâm cao thượng như thế. Vậy thì cái người nào mình muốn có phước lành thì mình phải chịu khó tu tâm. Tu tâm thì nó sẽ tạo ra phước lành. Tu tâm thì cái tâm nó hướng thiện. Tu tâm thì cái tâm nó trong sáng. Tu tâm thì cái tâm nó mới thiện lành, và tu tâm nó mới có sinh ra trí tuệ. Còn cái người không có tu tâm thì cái tâm nó mê muội, cái tâm nó ngu si, cái tâm nó tham đắm, cái tâm nó sân hận, cái tâm ấy nó giận hờn, cái tâm đấy càng lúc thì nó càng bị che lấp bởi tội lỗi, cái tâm đấy nó tràn ngập tội lỗi. Và cái người biết tu tâm thì cái tâm ấy nó sẽ hết đi tội lỗi. Vậy thì tội cũng sinh ra từ tâm, mà phước cũng sinh ra từ tâm. Vậy thì cái người nào biết tu tâm thì sẽ tạo được nhiều phước lành và tạo ra được cái sự an vui. Còn người không biết tu tâm thì sẽ tạo ra nhiều cái tội lỗi và sẽ tạo ra nhiều khổ đau. Thế nên cái vấn đề là một cái người biết tu tâm và cái người không biết tu tâm nó khác nhau. Là khi mà cái người mà không biết tu tâm thì tâm của cái người đấy càng lúc càng u mê hơn, càng tham đắm nhiều hơn, càng sân hận nhiều hơn, cho đến lúc chết thì bắt đầu là người nào chết với tâm gì thì sau này mình sẽ đi về với một cái cõi nó tương ứng với cái tâm của mình. Khi chết thì cái thân nó chết hay là cái tâm nó chết? Cái thân của mình này nó chết phải không? Và mình sẽ thấy cái thân nó nằm trơ trơ ra, nhưng mà cái tâm nó có chết không? Cái tâm của mình nó không chết. Vậy thì khi mình chết thì cái thân này nó chết mà cái tâm nó không chết. Vậy khi mình sống thì mình chăm sóc cái thân hay mình chăm sóc cái tâm? Chăm sóc cái thân nhiều hay chăm sóc cái tâm nhiều hơn? Mình sẽ chăm sóc cho cái thân này nhiều hơn. Ví dụ như là khi mình đói, là cái thân nó đói hay tâm đói? Đúng rồi, thân nó đói cho nên là mình phải đi kiếm cái cho nó ăn, phải không? Khi mà mình đau ốm là cái thân nó ốm hay là tâm ốm? Thân nó ốm cho nên mình phải đi kiếm thuốc để chữa cho nó. Mình xây nhà cửa này là cho thân nó ở hay cho tâm nó ở? Cũng là cho thân nó ở, phải không? Mình mà mua quần áo đẹp về để cho thân nó mặc hay cho tâm nó mặc? Thân nó mặc, tâm nó không mặc gì. Vậy thì mình không cho thân ăn này, không cho thân mặc này, cũng không có làm nhà cho cái tâm ở này,
Tức là mình chỉ lo cho cái thân, phải không? Như là sáng ra đánh răng rửa mặt là mình lo cho cái thân hay tâm? Cũng là lo cho cái thân. Vậy thì tối ngày chăm sóc cái thân, nhưng mà có chăm sóc cái tâm không? Không chăm sóc cái tâm. Tại sao không chăm sóc cái tâm? Vậy cái tâm của mình nó sạch hay nó bẩn? Cái tâm nó sạch hay nó bẩn? Cái thân này thì nó sạch hay nó bẩn? Chăm sóc để cho nó đỡ bẩn, phải không? Mình chăm sóc thì nó sạch được cái bên ngoài, cái bên trong nó vẫn bẩn. Còn cái tâm của mình thì nó sạch hay nó bẩn? Cái tâm của mình, nếu như cái người mà biết chăm sóc nó thì nó mới sạch. Người không chăm sóc nó rất bẩn, cái tâm nó cũng bẩn. Nhưng mà cái tâm nó bẩn thì có ai thấy không? Có người thấy. Ví dụ như khi mình sân hận giận hờn, người ta biết là mình có tâm xấu. Khi mà mình có những cái tánh tham tân sân nó bộc lộ ra là người ta sẽ biết là người này có nhiều cái tâm xấu xa. Và khi người ta kính trọng mình, là người ta kính trọng cái thân hay người ta kính trọng cái tâm? Người ta sẽ kính trọng cái tâm mình, chứ có ai kính trọng cái thân này không? Không đổi, không ai kính trọng cái thân. Cái thân con người thì như nhau, nhưng mà ở trên đời có những cái bậc được người ta kính trọng, có những cái người thì bị người ta khinh thường, đi đến đâu cũng bị người ta đánh đập và người ta chửi mắng. Người ta chửi là đánh đập, chửi mắng là đánh, chửi mắng cái thân mình hay cái tâm của mình? Người ta đánh đập là chửi mắng là do cái tâm của mình xấu xa, chứ còn người ta có đánh đập là do cái thân xấu xa không? Không ai người ta đánh cái thân, dù mình có xấu như con khỉ cũng không ai đánh ha. Nhưng mình có tính xấu là bị đánh, bị chửi, bị mắng, bị coi thường. Thế là mình có đẹp như hoa hậu, người ta có cung kính không? Mình có đẹp như tiên cũng không ai chọc. Nếu như tâm xấu thì có đẹp đến mấy không ai quý hết. Vậy thì người ta kính trọng là kính trọng cái tâm. Cái tâm có tu tập thì mình có đức hạnh và có trí tuệ. Có đức hạnh, có trí tuệ thì mới được mọi người tôn trọng. Không có đức hạnh, không có trí tuệ, mình cứ chăm sóc cho cái thân béo như con bò, có ai quý không? Cứ chăm sóc cho cái thân nó đẹp, nó béo, nó khỏe, có ai quý trọng cái điều đó không? Không có, phải không? Dù mình cứ ăn, cứ ngủ, cứ như con lợn cũng không ai quý. Mà bây giờ người ta quý là quý cái gì? Là phải quý cái tâm của mình, từ bi của mình, cái tâm hỷ xả của mình, cái tâm thiện lành của mình, cái tức là mình có những cái đức hạnh, có cái trí tuệ thì người ta mới cung kính, mới quý trọng. Vậy thì bây giờ mình muốn người ta quý hay muốn người ta coi thường? Thì đương nhiên mình phải muốn cho mọi người kính trọng mình, thì mình phải chăm sóc cho cái tâm chứ không phải là chăm sóc cho cái thân. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài thì mình cứ cứ soi gương, để đánh răng rửa mặt, rồi là đánh phấn bôi son, là để chăm sóc cho cái gì? Chăm sóc cho cái thân. Cho cái thân thì để cho ai quý? Để cho những cái người nào người ta si mê. Mình đi đánh lừa những cái người ngu si ấy. Lừa những người ngu si, và cái người ta lại tưởng rằng là cái đấy là đẹp. Người ta tưởng rằng cái thân này là đẹp, nhưng mà bên trong có đẹp không? Bên trong nó không đẹp. Ví dụ cái thân này là cái nghĩa trang, cái thân này là cái nghĩa trang, và bên trong đấy nó chôn rất là nhiều xác động vật, phải không? Nay có ai mang con gà con lợn vào trong cái bao tử của mình để chôn không? Cái bao tử mình nó là một cái huyệt, và nó sẽ chứa ở trong đấy nhiều xác chết không? Vô số xác chết. Và cái huyệt này nó đã chứa bao nhiêu xác chết rồi, có đếm được không? Vậy cái thân này là cái nghĩa trang, nó đã chứa vô vàn xác chết rồi, nó còn ghê gớm hơn cái nghĩa địa ở bên ngoài. Cái nghĩa địa bên ngoài nó có bao nhiêu xác chết so với nghĩa địa bên trong mình thôi. Cái thân này là cái nhà vệ sinh, phải không? Bên trong nó còn sản xuất ra nhà vệ sinh mà, bao nhiêu là phân nước tiểu ở trong này nó ra hết. Vậy những cái bất tịnh nhất ở trên đời nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong thân này. Nhưng vậy thì cái người chăm sóc cho cái thân là đang sống với cái thân hay là với cái giả?
đấy là cái giả, cái thân này là giả mà mình tưởng là thật, cho mình cứ chăm sóc cho nó. Vậy cái gì mới là thật? Cái tâm mới là thật. Vậy thì một cái người sống ở trên đời, mình chỉ biết đến cái thân mà không biết đến cái tâm, thì cái người đấy là đang sống thật hay sống giả? Đúng thế, đang sống giả dối, đang sống giả tạm, đang sống không chân thật. Đấy là cái gọi là chân thật, không chân là tưởng chân thật là vậy đấy. Cái thân này nó không thật thà, không chân thật, nó không có thanh tịnh, mình tưởng nó là thanh tịnh. Nó là một cái bẩn mà mình tưởng nó là sạch. Nó là cái hôi thối mà mình tưởng nó là thơm tho. Nó là cái đáng nhàm chán thì mình lại đi yêu quý. Còn cái tâm của mình nó có hôi thối không? Cái tâm của mình biết tu tập thì nó mới thanh tịnh. Nếu không biết tu tập nó cũng không thanh tịnh. Cái tâm của mình nó có bệnh không? Cái tâm nó cũng có bệnh, nhưng mà có ai chữa cho nó không? Vì vậy cho nên là cái tâm này nó có bệnh. Bệnh của nó là bệnh tham, sân, si, bệnh sầu, bệnh bi, bệnh ưu não, bệnh ngã mạn, cái bệnh giận hờn, cái bệnh hơn thua, cái bệnh yêu, bệnh ghét. Thì tất cả những cái đấy là bệnh của tâm. Bây giờ muốn chữa bệnh cho tâm thì phải sao? Thì cần phải tu tâm. Tu tâm chính là chữa bệnh cho tâm. Tu tâm chính là mình đang chăm sóc cho cái tâm này. Vậy thì đấy mới là tu tâm đấy. Mình cần phải tu tâm là thế, để diệt trừ những cái phiền não, những cái cấu uế, những cái tham sân si ở trong tâm này đi. Thế thì có một cái câu chuyện nói rằng có một cái người đàn ông này, và có bốn cô vợ. Có bốn cô vợ thì khi mà ông này ông ấy yêu quý cái cô vợ thứ bốn nhất, cho nên là suốt ngày ông chăm sóc cho cái cô vợ đấy. Rồi là cái cô vợ thứ hai, cả được cô vợ thứ ba, ông ấy cũng quý. Cô vợ thứ hai thì cũng quý vừa vừa, còn cái cô vợ thứ nhất thì ông ấy bỏ qua, không bao giờ quan tâm cả. Và đến lúc ông ấy sắp chết rồi thì ông gọi cả bốn bà vợ đến, ông ấy bảo bây giờ tôi không sống nữa, tôi sẽ chết, giờ có ai chết cùng với tôi không? Thì cái bà vợ mà ông yêu quý nhất ấy, bà vợ mà ông ấy chăm sóc cũng yêu quý nhất, thì ông ấy bà bảo không, tôi không có đi chết cùng với ông. Cái bà vợ thứ hai thì tức là trong cả bằng đấy bà vợ, thì chỉ có mỗi cái bà vợ mà ông không bao giờ quan tâm đến, thì bà vợ đấy bà mới sẵn sàng chết theo ông. Còn những cái bà vợ mà ông quý thì không có ai chết với ông ấy cả. Thì bốn cái bà vợ này là để dụ cho, ví dụ cho một người sống ở trên đời có bốn cái tài sản của mình, có bốn cái mà mình yêu quý nhất. Thì cái mà mình yêu quý nhất là cái thân này, nhưng khi mình chết thì cái thân nó có đi theo mình không? Cái thân nó sẽ đi ra nghĩa địa, nó nằm ở đấy chứ nó không đi theo mình sang kiếp sau. Cái mà mình yêu quý thứ hai là tài sản. Tài sản nó sẽ có đi theo mình không? Không đi theo mình, và nó sẽ trở thành của người khác. Và cái mình yêu quý thứ ba là bà con quyến thuộc. Thì đấy được ví dụ cho là những cái bà vợ thứ ba là bà con quyến thuộc. Có ai chết cùng mình không? Không ai chết cùng với mình hết. Chỉ còn mỗi một cái đi theo mình là cái gì? Đúng thế, chỉ còn mỗi cái tâm là cái sẽ đi theo mình. Vậy thì cái tâm đấy nó sẽ đi theo mình. Nhưng mà khi mình sống ở trên đời, cái thân của mình này, tài sản của mình, bà con quyến thuộc với cái tâm của mình, là mình quan tâm đến cái gì nhiều hơn? Mình sẽ quan tâm đến bản thân mình nhiều nhất. Quan tâm đến tài sản là đứng thứ hai, quan tâm đến bà con quyến thuộc, người thân là thứ ba. Còn cái tâm này có quan tâm không? Rất ít quan tâm. Nhưng khi mình chết, mình sẽ chết với mỗi cái tâm nó đi với mình, không ai đi với mình nữa. Vậy thì cái người mà khôn sống ở trên đời, thì cái người đấy nên chăm sóc cho cái gì? Nên chăm sóc cho cái tâm của mình, để khi chết, mình chết với một cái tâm, chết với một cái tâm mà nó khỏe mạnh nhất, chết với một cái tâm trong sáng nhất, chết với một cái tâm cao thượng nhất. Vậy thế thì khi chết ấy, thì nó sẽ bắt đầu đi theo thế này. Một cái người nào sống ở trên đời, bây giờ mình có biết là khi chết mình sẽ đi đâu không? Bình thường mình sẽ không biết, nhưng bây giờ
nếu là một cái người học đạo biết tu tâm, người đó sẽ biết khi chết mình đi đâu. Những cái bà con thân quyến nhà mình chết, mình có biết là những người này chết để đi đâu không? Đây có ai đã có người thân chết chưa? Mình có biết là họ đi về đâu không? Không ai biết phải không? Bây giờ mình có muốn biết là những người chết thì sẽ đi về đâu không? Có muốn biết phải không? Có muốn biết thì tu tâm sẽ biết ha. Bên trên bây giờ một cái người đấy phải có cái sự hướng vào tâm, mình có cái đời sống tu tập về nội tâm này, thì mình sẽ căn cứ vào cái tâm đó sẽ biết được người chết đi đâu. Cứ căn cứ vào cái tâm thì mình sẽ biết được người chết đi đâu. Thì tâm nó sẽ có những cái loại tâm như thế này. Tâm tham, tức là tham ở đây ấy, thì nó sẽ có cái tham về bản thân của mình. Có cái người thì người ta tham đắm về cái xác thân, có cái người thì tham đắm với tài sản, có cái người thì tham ái luyến quyến luyến với những thân bằng quyến thuộc. Thì trong ba cái loại tham đấy mình thuộc về cái loại tham nào? Tham yêu thân này, hay yêu tài sản, hay yêu người thân. Ba cái tham này. Tham hết cả ba luôn ha. Cả ba cái đều tham phải không? Thì đấy nó thuộc về, có những cái người sống ở trên đời người ta nặng về tình cảm, nặng về cái tánh tham. Tham thì có khi nếu cái người đó tham với cái bản thân này, thì mình sẽ biết là người ta sống rất là ích kỷ, cái gì có lợi cho mình là được, chỉ muốn người khác để phục vụ cho mình nhưng mình không muốn phục vụ cho ai hết. Đấy là mình tham đắm với thân, mình chỉ muốn là có cái gì đó là mình được hưởng thụ, mình ăn ngon một mình thôi, mình không có chia cho ai cả. Mình có cái gì đó mà tốt thì mình chỉ xài cho cái thân của mình thôi, mình không có muốn cho ai. Thì cái đấy là người đấy là tham với cái gì? Tham với thân. Nhưng mà cũng có người không có tham với thân mình nhưng mà lại tham với thân người khác. Có cái gì thì chỉ đi cho người khác thôi, chỉ đi phục vụ người khác, tu đỡ người khác, hay là có cái gì ngon cho người khác ăn mà mình thì nhịn. Có làm vậy không? Thì cái tâm đấy có cũng là tham phải không? Có người thì chỉ muốn đi kiếm nhiều tài sản về đấy, có nhiều tài sản thì bắt đầu là mua vàng mua tiền tích trữ để đấy không dám dùng gì đến, mà có càng nhiều càng tốt. Đấy cũng là cái tánh tham ha. Cái người có cái người thì sống cái tánh tham này thì nó không nặng lắm nhưng lại nặng về tánh sân hận, tức là cái người đấy hay tức giận với mọi người, hay cãi nhau chửi nhau đánh nhau, hay gây sự với mọi người, hay hiềm hận, hay giận hờn, hay gây oán kết thù với mọi người. Thì ở đây có ai như vậy không? Vậy bây giờ mình để ý xem cái tham với cái sân này thì cái gì nó mạnh hơn. Nhưng mà cũng có người thì ở trên đời ấy, tham không mạnh lắm, sân không mạnh, nhưng mà lại mạnh về cái tính ngu si. Tính ngu si là cái gì? Là cái tính không có niềm tin. Tức là cái người có ngu si là người ta sống không có đức tin với cái gì hết. Ví dụ như là mình nói đi ạ, người ta không có đức tin vào Phật Pháp, vì người ta nghĩ rằng Phật Pháp không có lợi ích gì cho họ cả. Họ không có tin vào nhân quả, người ta nghĩ rằng không có nhân, quá khứ không có quả. Tức là người ta không có niềm tin là có kiếp trước, có kiếp sau. Cái người ngu si đấy, người ta bây giờ mình cứ hỏi mọi người là khi chết rồi sẽ đi đâu, thì cái người ngu si sẽ không có biết. Người ngu si không biết được là tại sao có lúc mình gặp những cái chuyện vui, tại sao có lúc mình gặp chuyện buồn. Cái người ngu si là không biết về, không hiểu về nhân quả nên thì gọi là ngu si nhé. Tức là người đấy không có cái niềm tin là nó có nhân, có quả, có cái nghiệp thiện, nghiệp ác, và nó có những cái cảnh giới khổ đau và an vui. Thì cái đấy là ngu si. Và là cái người ngu si thì hay sinh ra nghi ngờ, không có tin tưởng ai, không biết phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu thì hết. Vậy thì có những cái người sống ở trên đời là ngu si, tà kiến. Đấy là những cái tâm hạ niệm. Ba cái tâm đấy, tham sân si này, những cái tâm hạ niệm thấp kém. Còn có những cái người sống ở trên đời thì những cái tâm cao thượng người ta nó mạnh hơn. Ví dụ như là cái người đấy sống hướng về đức tin nhiều hơn, người ta có cái tâm cung kính mạnh hơn. Người ta có thể gặp Phật Pháp thì người ta kính ngưỡng đến Tam Bảo, kính ngưỡng đến Phật Pháp, người ta kính ngưỡng Phật Pháp Tăng, và người ta biết tôn kính những cái bậc cao thượng. Có thể là người ta không có biết tu tập theo giáo pháp nhưng người ta cũng còn biết tôn kính những bậc thánh thần, những cái người mà biết tôn thờ, biết kính lễ Phật Pháp hoặc là thánh thần, thì họ cũng là những cái người sống có cái đức tin
có cái tâm cung kính, thì cái tâm cung kính đấy cũng là một những cái tâm thiện. Có những cái người thì người ta sống, người ta có cái tâm từ bi hỷ xả, tức là người ta luôn luôn mong cho mọi người được an vui, có cái tâm thương những cái nỗi khổ của mọi người, có cái tâm hoan hỷ với mọi người mà không ganh tị với mọi người, có cái tâm xả là thản nhiên, không tham và không sân. Vậy thì những cái tâm này, cái tâm nào nó mạnh? Tức là trong những cái tâm thiện và tâm ác của mình thì cái tâm nào nó mạnh hơn? Và đến cái lúc chết, cái lúc mà ở cái thời điểm cận tử ấy, thì mình để ý xem là cái lúc đấy cái tâm gì nó khởi lên. Ví dụ như là bây giờ mình muốn biết là cái người chết sẽ đi về đâu, thì cái lúc mà người ta hấp hối mình để ý xem là cái lúc đấy người ta tham muốn khởi lên thì người ta đòi hỏi cái cho tôi cái này cái kia, thì mình sẽ biết là người đó còn cái tánh tham, hoặc là người lúc ấy người ta lưu luyến, người ta lưu luyến, người ta không muốn chết, người ta không muốn xa những người thân, người ta không muốn xa cái tài sản của họ, không muốn xa những cái mà người ta đang có, thì cái đấy là người ta đang chết với tâm tham. Mà chết với tâm tham thì đi đâu? Chết với tâm tham thì người ta sẽ phải sinh vào những cái có những cái cõi như là cõi ngã quỷ rất là tham đắm. Ví dụ như là cái người đã chết thì sinh làm quỷ sứ, và mình tham với cái thân thì người ta mang cái thân ra nghĩa địa chôn, thì cái quỷ sứ sẽ đi theo cái thân đấy và cứ ra cái mộ đấy và cứ ở đấy và trông coi cái xác đấy, để mai mốt cái xác ấy nó thối, nó còn mỗi bộ xương vẫn cứ nằm đấy khóc than vật vã. Đấy là cái người tham với thân nhé. Tham, còn cái người mà tham với người thân thì sao? Khi chết rồi cái mình là một cái ngã quỷ cứ đi theo người thân để hành hạ vật vã người ta ra. Còn có người tham với tài sản, chết rồi bắt đầu làm ngã quỷ để trông coi cái tài sản đấy, ai đụng vào cái thì mình kêu la ẩm ý khóc than đòi lại. Nhưng mà cái người sống người ta nghe thấy không? Không nghe được gì hết. Lúc đấy mình cứ thế mà đứng đấy mà giữ thôi. Vậy thì cái người chết trong cái thời điểm cận tử đấy mà khởi lên cái tâm tham thì sẽ chết sinh đọa xuống cõi khổ như vậy. Mà trong cái thời điểm cận tử đấy mà cái người đấy chết với tâm sân, tức là cái người đấy mà chết với cái tâm sân hận giận hờn, tức tối bực bội với ai đó mà chết, thì cái người đấy cũng sẽ đọa xuống những cái cõi như là địa ngục, khổ đau. Mà cái người mà khi mà chết với một cái tâm si mê, mà người ta không khi còn sống người ta không có được tu tập làm cho trí tuệ nó sinh khởi, người ta không biết đúng sai phải trái gì, người ta không có một cái niềm tin và một cái sự cung kính gì với bất cứ một cái đấng cao thượng nào, thì cái người đấy chết với cái tâm si mê như vậy thì người ta sẽ sinh làm súc sinh. Cái súc sinh cũng có những cái súc sinh có cái tánh tham, có súc sinh thì có tánh sân. Ví dụ như là cái người đấy si mê nhưng mà nặng về cái tánh sân, tánh si mà có sân thì tái sinh làm rắn này, tái sinh làm con hổ này, tái sinh làm những cái loài mà độc hại ấy, rắn rết ấy. Nhưng mà có những cái chúng sinh thì có cái tánh tham thì sẽ tái sinh làm những cái loài súc sinh mà có những cái tánh tham. Ví dụ như người đấy sẽ sinh làm những cái loài như là chim muông, cầm thú. Thì nó có, đấy là những cái người sẽ chết, cái tâm nó sẽ đi theo mình là vậy. Vậy mình sống với tâm tham, mình chết với tâm tham, mình sẽ sinh vào cái loài thuần có tính tham. Mình sống với tâm sân, chết với tâm sân, mình sẽ sinh vào những cái loài thuần có tâm sân ở dưới địa ngục. Mình sống với tâm ngu si, chết với tâm ngu si, mình sẽ sinh vào những cái loài thuần có ngu si không? Còn bây giờ mình được sinh làm người là do có tâm gì? Mình được sinh làm người á. Thế bây giờ mình đã được sinh làm người này là phải là cái tâm của mình nó cũng có cái tâm, nó cũng có hướng thiện. Ví dụ như là khi mình được sinh làm người là do mình có những cái tâm cũng là vô tham vô sân, tức là mình đã từng biết làm những cái việc như bố thí, cúng dường, nghe pháp tụng kinh, biết tôn trọng kính lễ những cái bậc cao thượng. Thì đến lúc chết mà ví dụ như là bây giờ hàng ngày mình hay đi chùa tu tập, đến lúc chết mình thấy hình ảnh Đức Phật hiện ra, trong tâm của mình khởi lên cái tâm cung kính, chết với cái tâm cung kính đấy mình sẽ được sinh lại làm người. Hoặc là khi mà hàng ngày mình biết làm những việc bố thí cúng dường, khi chết
cái tâm của mình nó nhớ đến cái việc mình đã bố thí cúng dường, thì mình chết với cái tâm đấy mình được sinh lại làm người. Khi mà sống ở trên đời này, mình biết lễ Phật tụng kinh này, hay là mình biết giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Khi chết rồi, cái tâm của mình nó nhớ đến những cái giới mà mình đã giữ gìn rồi, sẽ khiến cho mình được sinh trở lại làm người. Vậy thì muốn sinh trở lại làm người thì cái người đó phải biết tu tập, phải biết tu tập thì mới có thể sinh lại làm người. Nếu không thì mình sẽ sinh vào những cái cõi kia, những cái cõi khổ đau kia. Còn ngoài cái cõi người này sẽ còn có những cõi thiên giới. Đây có ai thấy có biết cõi thiên giới là gì không? Chưa, không biết cõi thiên giới là gì à? Đã thấy chư thiên bao giờ chưa? Chưa thấy à? Chư thiên trên trời. Chư thiên trên trời. Còn đã thấy ma chưa? Thấy quỷ sứ chưa? Cũng chưa thấy à? Nhưng mà học ở trong kinh thì mình sẽ thấy. Đây này, bây giờ nhìn vào cái kinh cái câu pháp cú 16 mà ở trang 8 đấy nhé. Cái câu pháp cú 15 này: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó im náo, thấy nghiệp uế mình làm. Đó, cái pháp cú 15 này mình sẽ thấy này, có một cái người đang nằm, thì cái người này là đang ở cái thời điểm cận tử nha, đang hấp hối và sắp chết. Cái người hấp hối và sắp chết này sẽ nghĩ lại những cái việc gì mình đã làm, tức là lúc này là những cái hành động gì mà cái người đó đã làm nó sẽ hiện về ở trong tâm thức. Và cái người này sẽ thấy cái hình ảnh là lúc chết mình là cái người săn bắt và dùng dao kiếm để bắt con nợ này, để giết này. Đây là cái người sống làm cái nghề bắt thú nhá. Và khi chết thì cái hành động đấy nó hiện lên ở trong tâm. Mình thấy cái khuôn mặt của cái người này có an vui không? Không an vui mà rất là sầu khổ, sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì quỷ sứ đang cầm con dao bắt người đó vào trong địa ngục. Đấy nó gọi là nao sầu đời sau sầu. Cái lúc mà người đấy đi săn bắt thì cái khuôn mặt nó có an vui không? Không an vui phải không? Ngay cái lúc mà cái người đó đi săn bắt, cái khuôn mặt cũng khổ sở. Tức là phải dùng những cái sức lực của mình săn bắt cái con vật này với một cái tâm rất là sầu khổ. Phải cố gắng hết sức mới săn bắt được nó, giết được nó trong một cái tâm trạng rất là bất an. Khi mà mình giết nó xong rồi, đến lúc chết mình sẽ thấy cái hình ảnh mà mình đang giết nó sẽ hiện ra. Và lúc đấy mình chết với một cái tâm đấy và mình sẽ đọa vào địa ngục. Đấy, cái người này sẽ đọa vào địa ngục, sẽ có quỷ sứ đến và bắt nhắm vào trong cái hầm lửa và vẫn còn bị dùng những cái dao để đâm chém với cái người này. Cái người này ở trong địa ngục cứ chết đi và sống lại, chết đi và sống lại. Nên cái cảnh địa ngục nó sẽ thế, nó sẽ đi cái quỷ sứ hành hình cứ làm cho người đó chết rồi lại sống, sống rồi lại chết. Ê, khi mà mình còn sống ở trên đời mình giết bao nhiêu con, thì khi mà mình vào trong địa ngục mình cũng sẽ bị chết đi và sống lại bấy nhiêu lần. Mình cứ quỷ sứ sẽ đến giết mình. Ngày xưa mình giết một con thì đâm cho một cái chết, xong rồi tự nhiên lại sống lại, đâm cho cái nữa chết, lại sống lại, đâm cho cái nữa chết, sống lại. Cứ đơn giản như vậy ha. Đơn giản như vậy, một ngày sẽ đâm cho chết mấy nghìn lần, xong lại cứ sống lại, cứ liên tục như vậy, có thể trải qua 100 năm, 1.000 năm, 10.000 năm, 20.000 năm. Có thể mình sẽ có người phải ở trong địa ngục đấy 100.000 năm, có những người ở trong địa ngục 1 triệu năm. Nếu như mà cái ác nghiệp nó chưa hết, mình sẽ ở trong địa ngục 10 triệu năm. Bây giờ hỏi mấy cái người mà đi biển đánh cá, chắc là giết mấy triệu con tôm cá này. Cứ tính là mỗi cái con đấy một năm ở trong địa ngục rồi, thì mình sẽ có mấy triệu năm ở trong đấy. Mình nói thế, bây giờ mình cứ tính từ bé giờ mình giết bao nhiêu con này. Mỗi con đấy tính cho một năm là thì sẽ ở trong địa ngục rất là lâu ha. Khôn hồn thì đừng có sát sinh, đừng có giết con gì nữa. Bỏ cái nghề sát sinh đi ha. Nên làm một cái nghề gì đó không sát sinh. Thiếu gì nghề nghiệp phải không? Bây giờ vui trước khổ sau mà. Bây giờ mình thấy được cái vui trước mắt, nhưng mà cái khổ sau này rất là
sau này mình sẽ giống cái ông này, cái đoạn vào trong địa ngục cứ bị quỷ sứ nó giết, như vậy có thể là mấy triệu năm sau mới ra khỏi địa ngục ấy. Ra khỏi địa ngục thì được có được làm người không? Vẫn chưa được làm người đâu, lại tiếp tục sinh lên làm súc sinh ấy. Lại làm súc sinh để cho người ta giết hoài đó. Và mình cứ sinh, người ta bắt, người ta ăn thịt, xong mình lại sinh làm súc sinh, người ta bắt, người ta ăn thịt, lại cứ tiếp tục như thế. Và mình đã bắt bao nhiêu con thì mình sẽ tái sinh làm súc sinh bấy nhiêu lần. Sau đó mới được sinh lên làm người chắc rất là lâu. Còn đã ở cái pháp cú 16 này, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Nay vui đời sau vui có nghĩa là đây thấy một cái ông già này, ông ấy đang ở trong cái thời điểm hất hối, ông sắp chết rồi. Thì ông ấy nhớ lại cái hình ảnh gì? Nhớ lại cái hình ảnh ông đang lễ Phật. Cái lúc cái tâm mình lễ Phật thì cái tâm nó có sầu khổ không? Khi mình lễ Phật tâm không sầu khổ, mình lễ Phật với tâm cung kính. Cái tâm cung kính đó là tâm hoan hỷ, cái tâm cung kính đó là tâm an lành, đó là tâm an vui. Vậy thì một cái người biết tu tâm sẽ có được cái sự an vui ở trong hiện tại. Và đến lúc chết, cái người đó chết với cái sự an vui. Cái người đó chết ra đi với một cái tâm rất là bình thản, một cái khuôn mặt nó rất là tươi vui và sáng sủa. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái hình ảnh lễ Phật đó hiện về. Mình thấy hình ảnh Đức Phật thì mình có sợ hãi không? Không sợ hãi mà chỉ thấy an vui. Nhưng nếu thấy hình ảnh quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa sợ ra thì có thấy an vui không? Không an vui mà sẽ rất là sợ hãi. Vậy thì đến lúc chết mình nhìn vào cái mặt của người chết xem là vui hay là người ta buồn ha. Mai mốt chết cố gắng vui lên ha, đừng có buồn. Buồn là người ta biết là chắc đọa địa ngục rồi cho nên là buồn. Không ai xuống địa ngục mà cứu được đâu. Có ai xuống địa ngục đôi được mình đây đâu. Không ha, lúc chết cố gắng nhớ đến Phật thì sẽ không bị đọa địa ngục nữa. Lúc chết đi, cố gắng nhớ đến hình ảnh Đức Phật này, nhớ đến cái bài kinh nào đấy, cố gắng nhớ, nhớ những cái việc thiện mình đã làm, nhớ những cái công đức mà mình đã làm ấy, nhớ đến những cái đấy thì cái nét mặt nó sẽ rất là an vui. Và lúc đấy thì mình muốn sinh về đâu? Lúc chết đi, mình muốn kiếp sau sinh về đâu? Tây phương. Tây phương, đông phương hay là sinh về đâu cũng được. Nhưng mà mình sẽ thấy này, ở trên của cái ông già này có hình ảnh của một cái vị mà đang ngồi ở giữa cái đám mây ấy. Có biết đấy là ai không? Đúng, đó là chư thiên. Chư thiên là như vậy đấy. Chư thiên rất là an nhiên, rất là tự tại, rất là an vui, rất là xinh đẹp, có hào quang tỏa sáng ra này, thân hình tỏa sáng, có hào quang này. Có cái sự an vui sung sướng. Nếu mà làm chư thiên thì sướng lắm, không có khổ đau. Thứ nhất là làm chư thiên ấy, sinh ra một cái là trở thành một cái người trưởng thành luôn, không có thành em bé để lớn dần lên như người đâu. Người là phải chui ra từ trong bụng mẹ. Nhưng mà chư thiên là sinh một cái là nó hóa hiện ra. Hóa hiện ra giống như Tôn Ngộ Không biến hóa. Đã ra xem phim Tôn Ngộ Không thấy biến hóa ra thành một người khác chưa? Đấy, ở cõi chư thiên là biến hóa y như thế hả? Ví dụ khi mà sinh làm chư thiên ấy là biến hóa, tự động hóa sinh ra, không có cha mẹ gì hết. Ví dụ như là ở trong cái ngôi nhà đấy mà có những vị chư thiên người ta sinh ra trước, mà mình sinh ra sau thì mình có thể gọi cái vị chư thiên đấy là cha mẹ cũng được. Còn nếu như mình sinh vào một cái cung điện nó to lắm, to hơn cái nhà này nhiều. Nếu như mình sinh vào một cái cung điện bằng vàng, bằng châu báu, bằng ngọc, bằng pha lê, và ở trong đấy thì rất là đẹp, mà ở trong đấy chưa có ai cả, thì mình sẽ làm chủ cái cung điện đấy. Mình làm chủ luôn ha. Thì những cái nếu như mà có ai mà người ta sinh sau, người ta sinh vào đấy ấy, thì người ta sẽ làm con cái mình. Còn nếu như mà cái người nào có phước lớn ấy, thì mình sẽ sinh và mình làm chủ một cái cung điện luôn, không có ai ấy cả. Không ai làm chủ cả. Còn nếu những cái người nào phước nhỏ thì mình sinh vào cái cung điện, mình sống kẽ với người khác. Thì có thể những cái người ta sinh trước, người ta sẽ là người lớn hơn mình phải tôn trọng người ta. Đấy là sinh làm thiên là như thế. Khi sinh làm chư thiên ấy, mình muốn có thức ăn ấy, mình chỉ khởi lên cái mong muốn là mong có thức ăn. Thức ăn nó sẽ hiện là tự đấy mà ăn thôi, không cần phải đi làm ha. Sinh làm chư thiên mình muốn có quần áo đẹp ấy, mình chỉ khởi lên cái tâm là ước gì mình có bộ quần áo đẹp. Thế là trong tâm của mình nó mong muốn có cái quần áo. Ví dụ mình thấy
người cái viên thiên kia có cái quần áo đẹp quá, mình bảo mong rằng tôi có cái quần áo đẹp như thế này, tự nhiên là trên thân mình nó biến ra cái bộ quần áo đấy luôn, không cần phải đi mua, không cần phải sắm, không cần phải cắt may gì hết. Đấy, cho nên là đi làm chư thiên nên là hưởng phước là vậy, không phải đi làm mà vẫn có ăn, cứ ăn vui tự tại sung sướng như vậy. Đấy là sinh làm chư thiên là do cái những cái phước mà mình đã có thì được sinh làm thiên. Thiên hay Tây Phương thì nó cũng như thế mà thôi, cũng giống như nhau mà, cũng là cái cõi thiên giới. Mình có biết là tuổi thọ ở trên chư thiên nó bao nhiêu tuổi không? Có 6 cõi chư thiên. Cõi chư thiên thứ nhất là tứ đại thiên vương, là sống ở trên mặt đất hoặc sống trên cây, các cái vị thần cây, thần núi, thần sông, thần đất ấy. Thì các vị đấy sẽ sống 9 triệu một năm, cái tuổi thọ ngắn nhất ấy. Còn cái vị chư thiên mà sống ở cái cõi trời thứ hai ấy, thì cái tuổi thọ của vị đấy sẽ là 36 triệu năm, 36 triệu tuổi. Cái vị chư thiên mà sống ở cái cõi trời thứ ba cao hơn ấy là sống 140 mấy triệu năm ấy. Còn cái vị chư thiên mà sống ở cõi đâu suốt mà lúc Đức Phật sinh ở trên đấy xuống ấy là sống 547 triệu năm ấy. Còn các cái cõi chư thiên kia thì có thể sống 1 tỷ, hơn 1 tỷ. Cái cõi chư thiên thứ 5 thì sống khoảng 1 tỷ 200 năm. Cái cõi chư thiên thứ 6 thì có thể sống đến 9 tỷ năm. Đấy là những cái tuổi thọ chư thiên rất là lâu. Cho nên là người ta mới gọi là cái cõi đấy là vô lượng thọ, thọ nó lâu dài là vậy. Ăn vui. Còn cái cõi người thì sống bao nhiêu năm? Cõi người thì sống được 6-70 tuổi, có thể là 70-80 tuổi, có thể là người nào có phước lớn lắm thì sống được 100 tuổi. Thì một ngày một đêm ở cái cõi trời trời đang đợi là cõi thứ hai sẽ bằng 100 năm ở cõi người. Một ngày một đêm, tức là vậy thì cái tuổi thọ của cõi người chỉ bằng một ngày một đêm của cái cõi chư thiên thứ hai thôi. Cõi chư thiên thứ hai thì bây giờ mình sống ở trên đời, mình thấy có cái con gì nó sống được một ngày một đêm, có cái con gì mà nó có tuổi thọ một ngày một đêm không? Có cái con phù du ở trên mặt biển ấy. Có ai sống ngoài biển không nhỉ? Có ai đi biển không? Có thấy con phù du không? Cái con phù du mà nó cứ nhúc nhúc, nó bơi ở trên mặt nước ấy, nó sẽ đẻ ra một cái quả trứng, và quả trứng ấy nó sẽ nở ra và nó chỉ sống được đúng một ngày một đêm là nó chết. Ví dụ cứ sáng sinh thì chiều nó sẽ chết, khi mà trước khi chết nó sẽ đẻ ra quả trứng và đêm hôm đấy nó sẽ nở ra, nó cứ sống đến sáng sau nó chết. Cái con phù du ấy. Cho nên là người ta mới, những cái bậc thánh nhân người ta mới gọi là kiếp người là cái kiếp phù du. Đây, khác cái vị chư thiên, người ta nhìn thấy mấy cái con người cái sáng sinh chiều chết, người ta bảo mấy cái con người này giống như mấy con phù du nhỉ, vừa sáng sinh chiều đã chết nghèo à. Như thế thì cái kiếp người nó có dài không? Mình thấy cái con phù du ấy nó sáng sinh chiều chết và mình cảm thấy cái cuộc sống nó không có ý nghĩa gì, thì các vị chư thiên người ta sẽ thấy những cái con người này sống không có ý nghĩa gì cả, không có ý nghĩa gì. Thì cái tuổi thọ mình ngắn quá, thì bằng một ngày một đêm của người ta thôi, nhưng mà mình có cảm thấy nó ngắn không? Mình cảm thấy nó rất là dài, nhưng mà người khác thì mình thấy được nó rất là ngắn. Vậy thì cuộc đời này là thật hay giả? Đấy, cái cuộc đời này nó rất là giả tạo, nó không có thật. Và mình, tại vì người ta sống ở trên đời, người ta không biết rằng là nó có kiếp trước, có kiếp sau, có cái đời này, có đời khác, có cõi khổ đau và có cõi an vui. Người ta cứ tưởng là chết rồi là hết, cho nên người ta cứ phải cố gắng sống ở trên đời này, người ta phải làm những cái điều gì đó để người ta tìm cầu những cái sự an vui. Nhưng mà thực ra cái mà người ta đang tìm cầu cái an vui đấy chính là đang tạo khổ đau cho tương lai. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình muốn có tài sản vật chất, mình phải đi sát sinh, mình phải đi đánh bắt, mình phải đi sát hại những cái mạng sống của những cái loài khác. Không ngờ mình đang sát hại chính mình, mình đang sát hại chính mình, mình đang gieo đau khổ cho chính mình. Mai mốt mình sẽ khổ đau đúng như thế, khổ đau hơn thế. Và lúc đấy mình mới biết được rằng là mình đã đi sai đường, mình đã sống sai lầm, mình đã không có tu tập, đã không có cái sự hiểu biết đúng, để mình phải chịu những cái quả báo khổ đau ở đời sau là thế đó. Còn cái người nào sống ở trên đời này mà biết rằng là
mình tạo ra những cái phước lành ở trên cuộc đời thì sau này mình sẽ được sinh về các cõi chư thiên đấy để mà an vui. Tội gì sống ở trên đời phải đi tạo tội, phải không? Sao cũng là cái thân con người này cũng sinh ra ở trên cuộc đời này, nhưng nếu như mình biết bỏ cái việc ác làm việc thiện, mình bỏ những cái nghề nghiệp bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ấy đi, mình làm những cái việc tu, mình biết tu tập, đó là làm những cái nghề mà nó lương thiện đấy, nó không có tổn hại đến muôn muôn loài đấy. Và mình biết đi, thay vì mình đi chơi bời nhảy múa ca hát rượu chè cờ bạc gái gú ba, thì đi đến chùa mà tu tập, phải không? Đi đến chùa học đạo tu tâm, biết cách tụng kinh lễ Phật hành thiền, tu tập như thế tạo ra bao nhiêu phước lành, mai mốt mình sinh về thiên giới hưởng phước lâu dài, mai mốt được sinh lại làm người sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp có trí tuệ. Đấy là cũng là do mình gieo nhân nào thì nó ra quả đấy. Gieo cái nhân xấu khổ đau thì sau này mình gặp quả khổ đau, gieo cái nhân an vui thì mình được hưởng cái quả an vui. Đấy là cái nhân mà nay vui đời sau vui nè. Đi đến chùa có buồn phiền khổ não gì không? Không buồn phiền khổ não gì, phải không? Thế bây giờ mà đấy đánh cờ bạc rượu chè bồ bịch bên này đi sát sinh hại và đi ăn trộm ăn cắp thì nó có an vui như đi chùa không? Cũng thế, đi chơi mấy cái trò đấy thì vui cũng chẳng có, chỉ khổ, hiện tại khổ, tương lai khổ. Còn đi tu tập, hiện tại vui, tương lai vui. Vậy mà người ta lại không biết cái vui, cái mà được lợi ích như thế mà lại không biết. Sống ở trên đời như cái câu Pháp Cú 17: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đoạn cõi dữ than hơn. Cái người mà làm việc ác ấy thì đương nhiên là khi làm việc ác mà làm cái việc tội lỗi rất là lớn, như là những cái người đi ăn trộm ăn cướp, đánh cờ đánh bạc, những cái người đấy sẽ bị công an bắt, nó còng tay để bị công an bắt tống vào tù, thì cái người đấy có an vui không? Cái người đấy sẽ khổ đau than thở, khóc than mà cả người thân cũng khổ, bản thân mình cũng khổ. Thì đấy gọi là nay than đời sau than, hiện tại thì ngu ngốc quá, làm cái việc lành không làm, đi làm việc ác để đời khổ. Nhưng mà khi chết sống thì bị đọa đời, bị tù tội, chết thì vào địa ngục. Đấy là nay than đời sau than. Đấy là những cái người không biết tu tập, không biết tu tâm để cho cái tâm phóng dật nó sinh lên để làm việc ác nó khổ vậy. Còn cái câu 18 này: nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi này sướng hơn. Nay sướng đời sau sướng ấy. Vậy là cái người biết tu tập này, khi sống biết tụng kinh, biết nghe pháp, biết hành thiền, biết tu tập. Khi chết thì sẽ có các thầy đến giảng kinh cho mà nghe, thuyết pháp cho mà nghe thì sẽ an vui. Hoặc không có ai giảng, tự mình nhớ lại những cái bài pháp đấy, tự mình nhớ lại những cái sự tu tập đấy, tâm tâm sẽ có cái sự an vui và khi chết sinh lên cõi thiên giới. Đấy, ở cái câu 17 này làm việc ác khi chết đọa xuống địa ngục, ở cái câu 18 biết tu tập khi chết sinh về cõi thiên giới. Đấy, cái hình ảnh của vị chư thiên đang cầm hoa đó, đó chư thiên đấy đó. Còn cái hình ảnh dưới địa ngục là có nửa đang đốt cháy đó. À, đi xuống địa ngục thì có nửa đốt, đi lên thiên giới thì được an vui tự tại. Vậy thì chỉ khác nhau ở cái cõi người này, tạo mình biết làm cái việc tốt hay là mình không biết làm thôi, biết tu tập hay không biết tu tập thôi. Vậy thì sống ở cõi đời này mình có quyền lựa chọn, có quyền lựa chọn là tương lai của mình sẽ đi về đâu do mình quyết định. Rồi bây giờ mọi người đã quyết định chưa, quyết định cho tương lai đi về đâu chưa? Rồi quyết định về Tây Phương hả? Rồi thế bây giờ đi muốn tương lai đi về đấy thì phải làm gì? Đúng rồi, thì phải tu tâm nhá, tu tâm và tu tập, tu cho nó nhiều vào thì sau này mình mới được sinh về cái tương lai, mới được an vui như vậy. Còn nếu mà hiện tại mình không biết tu tập, không biết tu tâm, không biết làm phước, không học kinh, không nghe pháp, không tu tập thì tương lai đi xuống địa ngục. Hai cái con đường đấy do mình lựa chọn nhá.
mình là chủ nhân, cho nên Đức Phật mới dạy là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, là vậy. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, có nghĩa là mình làm chủ cái thân tâm của mình. Mình làm việc thiện hay việc ác là do mình quyết định, không ai ép mình cả. Có ai ép mình phải đi ăn trộm ăn cướp không? Có ai ép mình phải đi sát sinh trộm cắp tà dâm nói rồi uống rượu không? Thế mà không ai bắt là do tự mình làm. Khi chết mình đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh là có ai bắt mình vào đấy không? Tại vì mình tự mình chui đầu vào. Địa ngục không có cửa nhưng mà người ta chui đầu qua, người ta chui đào đấy, người ta bị nhốt ở trong đấy, súc sinh không ai mời gọi mình phải tái sinh vào đấy, ngã quỷ cũng thế, là do tự mình làm những cái việc ác cho nên mình phải tái sinh vào đấy. Còn thiên mình muốn sinh về cõi người hay muốn sinh thiên giới hay muốn chứng đắc niết bàn thì cũng là do mình biết tu tập, biết tu cái tâm mình đoạn trừ những cái phiền não tham sân si thì nó sẽ mình sẽ được cái sự an vui như vậy đó. Vậy thì mình làm chủ nhân nhé, làm ác cũng là do mình, làm thiện cũng là do mình. Đấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Có nghĩa là có những cái lúc ở mình vui, có lúc mình buồn, có những lúc mình khổ đau, có những cái lúc mình an lạc. Thì đấy là do những cái nghiệp thiện trong quá khứ nó trổ quả. Ví dụ như là có người đời này được sống lâu, là do cái nhân gì mà được sống lâu? Đúng rồi, mình, trong kiếp trước mình đã làm những cái việc như là phóng sinh, như là bố thí, làm cái việc gì đó tốt cho người khác thì giờ được sống lâu. Mình làm gì thì được mạnh khỏe. Ví dụ như là mình làm cái gì đó cho người khác được mạnh khỏe, mình cho người ta thức ăn, mình cho người ta những cái cần thiết để giúp cho người ta có sức khỏe thì giờ mình có sức khỏe. Mình giúp cho người khác được an vui thì giờ mình được an vui. Mình giúp cho người khác có trí tuệ thì giờ mình có trí tuệ. Mình giúp cho mình cái tâm của mình nó không có phiền não thì mình có sắc đẹp. Mình biết bố thí thì giờ mình có tài sản. Cũng như vậy, nếu mà một cái người phải chết sớm là do cái người đó đã sát sinh hại vật, làm mình đã đoạt mạng sống của người khác nên bây giờ mình người đó phải chết sớm. Mình đánh đập hành hạ người khác thì bây giờ mình sẽ đau ốm nhiều. Mình gây khổ cho người thì bây giờ mình sẽ gặp cái khổ nhiều. Vậy cho nên nói rằng là mình là thừa tự của nghiệp. Mình gặp cái chuyện tốt là do thiện nghiệp nó, trong quá khứ, bây giờ nó trổ quả. Mình gặp nghiệp xấu là do cái ác nghiệp trong quá khứ nó trổ quả. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Vậy thì những cái việc mình đang làm ở hiện tại đây nó sẽ chưa cho quả nhưng nó sẽ ấp ủ ở đấy. Tức là những cái hành động mà mình đang làm ấy, nó không cho quả ngay tức thì mà nó ấp ủ ở đấy. Có thể kiếp sau nó mới cho quả, có thể rất lâu về sau nó mới cho quả. Từ nhân đến quả nó phải có một cái thời gian. Mình gieo nhân ở đời trước thì mình cho quả ở đời này, gieo nhân ở đời này thì nó cho quả ở đời sau. Vậy thì nghiệp mới là quyến thuộc, là cái nghiệp này nó sẽ đi theo mình từ đời này sang đời khác, từ nhiều đời nhiều kiếp về sau. Những cái nghiệp thiện này nó sẽ đi theo mình, những nghiệp ác nó cũng sẽ đi theo mình. Thế còn những cái đứa con cái cháu chắt nó đi theo mình không? Không đi theo phải không? Vợ chồng có đi theo nhau không? Không, đến lúc chết thì đi đâu? Đến lúc chết thì có gặp lại nhau ở cái cõi sau cái chết rồi vợ chồng có gặp lại nhau nữa không? Không gặp. Có gặp nhau thì có nhận ra nhau không? Không nhận ra nhau, phải không? Con cái cháu chắt cũng sẽ không đi theo mình, nhưng mà đến kiếp sau gặp lại nhau có nhận ra nhau không? Không nhận ra nhau, phải không? Không nhận ra nhau. Nếu như bây giờ mình mà nhận ra nhau thì mình sẽ thấy tất cả mọi người ở trên thế gian này đều là người thân của mình. Vì cứ luân hồi sinh tử mà. Vì vậy cho nên là Đức Phật có nói rằng là khó có thể tìm ra một ai ở trên đời chưa từng là cha ta. Vì có cái kiếp này mình làm con người này, kiếp sau mình làm con người khác, kiếp sau mình làm con người khác, cuối cùng mình làm con khắp cả cái thiên hạ này. Em cũng nghe là cũng nói khó có tìm được một người nào chưa từng là mẹ ta. Vì có kiếp này có người này là mẹ mình, kiếp chưa kiếp có kiếp thì người kia là mẹ mình, kiếp kia người cuối cùng thấy ai cũng là mẹ mình hết. Khó có thể tìm được một người nào chưa từng là con ta. Con lúc thì mình đã từng làm cha mọi người. Vậy là thì trên cái trong cái luân hồi sinh tử là nó vậy đấy.
tất cả mọi người đều là bà con quyến thuộc của nhau hết. Vì vậy nên là mình có cái tâm rằng là mọi người đều là bà con, đều là quyến thuộc của mình. Thế những cái đứa con của mình, con của người khác, tốt nhất là cũng coi nó xem như nhau, đừng có quan trọng quá. Có khi con mình ấy, mà trước đây nó là con người khác, bây giờ nó đầu thai nó làm con mình. Nó là con mình, bây giờ kiếp sau nó lại đầu thai, nó làm con người khác. Nó không làm con mình mãi đâu, nó chỉ làm con mình có đời này thôi. Đời sau đứa khác làm con mình. Vậy thì mình có nên quan trọng quá về con cái không? Không nên quan trọng lắm, con ai cũng được. Mình không có con, mình lấy con người khác làm con mình cũng được ha. Cái con mình nó hư, mình yêu con người khác. Nếu mà đến lúc chết mình con mình nó mà hư, mình cho tài sản cho những cái đứa con người khác mà nó ngoan hơn, không cần. Vì con nào cũng là con mà, con mình có thể là con đời này, có thể là con đời trước, coi như nhau. Còn bố mẹ thì sao? Có thể là bố mẹ đời này, có thể là bố mẹ đời trước, mình cứ thấy quý ai mình coi người đấy như bố mẹ là được. Còn bố mẹ mình thì đời này cũng được, đời trước cũng được. Thì tất cả mọi người đều là cha mẹ mình, tất cả mọi người đều là bà con quyến thuộc của mình hết, tất cả mọi người đều là con cái của mình hết. Thế là yêu quý tất cả mọi người đi cho nó nhiều bà con ha. Thì đấy là cái sự tu tâm, thì sẽ không có những cái sân hận. Tu tâm thì sẽ không có những cái sự giận hờn như vậy, tu tâm sẽ có những sự lợi ích như thế. Vậy thì một cái người sống mà biết tu tâm như vậy thì là cái người đấy sẽ có cái những cái lợi ích rất là lớn. Vì vậy cho nên là mình sống trên đời này thì cần phải biết tu tâm. Tu tâm rồi thì mình mới hiểu ra cái sự thật. Mình mới biết cái gì là chân thật thì mình biết nó là chân thật, cái gì là giả thì mình biết nó là giả. Thì nên là mọi người về chịu khó học thuộc hết cái pháp cú này đi ha.